Này, nhớ lại cái này cho cô nào. Chủ ngữ, cộng đồng từ thứ nhất. Sao mà con phải chen cái lơ này vào giữa? Nên nhớ lại cái này rồi làm lại cái câu kia cho cô nhá. Hôm nọ đang làm dở thì hết giờ đấy. Bị tắt mất đấy. Là mấy yếu? Được chưa? Đáng Ừ. quẩy nha. Ừ. Con coi cái ngữ pháp. Đây. Nhớ cho cô nhá, mình phải có nghĩa là mình cái hành động thứ nhất mình kết thúc, mình làm xong nó thì mình sẽ tiếp theo sẽ có hành động thứ hai. Mình tan học cái thì mình sẽ làm gì? Mình ngủ dậy cái mình làm gì? Không biết đâu. Chúc mừng mang nào. Chú duy duy y duy y À, Họ chưa ít dọa mình sai cam mà. cô Đang trong làm gì đấy? đi cho trong cái chép xong đi Ừ, chép đi. sao cô không chịu cho con chép xong. Con để một lúc rồi mãi không sao sao con chép đi nhá. Không làm ngoài gì việc riêng nhá. Đâu có là vị riêng đâu. Sao chậm thế? Đau lắm á. Chắc chắn là đang làm gì rồi Xong con. rồi, xong rồi. Ừ. Thế bây giờ con quay lại câu này xong rồi là con làm cho cô nào căn cứ vào cấu trúc đấy nào. Mận. Ủa mận. Con cứ làm theo thì làm theo cấu trúc cho thôi. Mình Ăn ăn cơm cơm xong mình tan học hay là xong. mình tan học xong thì mình mới ăn cơm? Mình đang học trước chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Thế con sẽ phải xác định được à, động từ thứ nhất là từ tan học, động từ thứ hai là ăn cơm. Vì Thế sao mình kết thúc hành động tan học. không nếu mà động từ thứ nhất là ăn cơm thì sao? Không được, nó hơi buồn cười, ăn cơm mới tan học là sao? Mà phải là tan học xong mình mới đi ăn cơm chứ. Ăn cơm xong là tan học là ăn trưa. À, ăn trưa rồi vào học nhưng làm sao mà ăn trưa lại tan học được? Ăn trưa xong lại tan học. Không được, không được, nó ngược nên là làm sao con xem cấu trúc còn làm con nào ngủ mất làm sao nhỉ? Cha khưa châu Sao khưa? Sao gì nhỉ? Cấu cha trúc. cha cha lực khưa Ôi, sao là khưa? Sao làm sao nhỉ? châu Kiều.
Chiều cái gì? Chi. Chiều chi. Sư phan. Làm gì? Su fan, ok. Được chưa? Nó không phải là chư chư phan. Chiều chi su fan thì sẽ đi ăn cơm. Bình thường nếu mà chẳng như là con vẫn còn phải đi học đúng không? Thì bình thường con ngủ dậy xong con làm gì? Học Học nhưng hay là đi học? có ăn xế Hả? được Ừ, con dậy xong ăn sáng được. Con làm sáng được thì con đặt câu cho cô đi. Ủa, chỉ... nhưng không không cái này đúng rồi nha. Mà mến xe là chưa. À, sao là khơi. Nhưng mà tờ này của con này, con nhìn này chưa? Ủa, mà sao khơi. Chiều, chỉ sư phan là con đang thiếu. Không phải là sao là khơi. Chỉ là chóng giờ chứ早饭起了床就去上课，等一下，起了床，好了，74，74呢？Hỏi là mấy? Để Nó làm gì con? nói là gỗ mân xe là cơ chiêu chi chư phan rồi mà. Đúng rồi, xong rồi, xong câu này Nhưng đợi gì đợi. rồi. Đợi cô đợi ok nhưng mà sao con tác phong con nhanh lên nhá để mình còn chữa cái khác mình làm cái khác đúng không? Mình sẽ học được nhiều hơn. Hello? Hello má? Nhanh làm cô 74 cô xem nào. Dễ mà, đúng rồi. Dễ ập thì làm nhanh lên. Nó đi. Cơ tí của liệng suy ta. Cho làm lại nào. Cơ cà pí của đúng rồi hả? Ta Cơ lẹn cờ xoay. bí của ta lẻo xoay nhá, tính từ đứng trước cho cô nhá. Cơ cờ bí của ta lẻo xoay. Mười lăm nào cô chữ bả này nè. Con nhìn cô chú bả chưa? Hôm nọ mình ôn lại cô chú bả đấy. Nên là làm lại cho cô nào. Ý của tao lẹ suy. Cô 74 xong, cô 75 nào. Cô 75 con 5 sai nhá. Nhớ lại cấu trúc cô chú bả nào. Nhanh 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 nhanh. Chắc là chắc là Ai đó, ai đó có một hành động gì đấy. Nhưng cái hành động đấy lại không làm sao ngữ động từ cộng tân ngữ được. Không cộng phải động từ cộng tân ngữ được mà phải cộng với bả. Xong cộng gì con? Đưa tân ngữ lên đằng trước. cái tâm ngữ mình. Sang cộng động từ. Xong cộng với thành phần khác cho cô. Pin pin Cha binh ủy cha tung sứ.
Công chứ công cha Đó là Vâng. làm lại cho cô xem nào. Đầu tiên là không phải lúc nào cũng có chủ ngữ nhá. Nó không có chủ ngữ thì nó có cái gì ở trong câu này? Có phải là ai đó thực hiện hành động hay không? Con có nhìn thấy có người nào không? Được không? Không. Thế mình xem ra một câu là mệnh lệnh yêu cầu thì từ nào đúng đầu nhỉ? Chuyện Đúng rồi, chỉnh. Chỉnh xong rồi thì con. Chỉnh. Chỉnh gì nữa? chậm Chính. bạ Chính. bạ À, chính bả. Rồi, tân ngữ là cái nào con? tăng ngữ Ừ. cho cái truy từ Ok. Sao sao động từ? nhưng cô ơi Sao con? cái này là cái gì đây? Cái này là cái nào? Cái đó con khó khăn á. Cái đấy là cái app à, cái gì nhỉ, cái bộ gõ tiếng Trung của cô thôi, kệ nó, con tập trung học đi. Con dùng bộ gõ gì? Bộ bàn phím tích rung Bộ bàn phím tiếng Trung nó có hiện ở một góc này không hay là nó chỉ hiện ở bên dưới thôi? nó hiện ở bên thì con đang dùng Mac MacBook nên con nó hiện ở trên màn hình. Chắc khác của cô. Rồi, ok. Động từ đâu? Động từ là chính tả cho cái truy thì chấn han gì Trứng á, trứng á, trứng có phải động từ không? Phan gì chẳng ăn À, khoai nhỉ, xong đến trứng, khoai nhỉ. Lúc này mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Hãy dịch câu này dù sang tiếng này sang tiếng tiếng Trung. Ok. Rồi, lần sau gặp cô chú bả không sai nữa cho cô nhá. Được không? Trung Ừ, cô chú đây bả là đặc trưng của là siêu bạn ngữ pháp của Hakka 3. Rất là hay. Ồ, con nhìn lại cái này xem con viết thế nào nào. Nó con viết đúng rồi mà. Con viết gì nhỉ? Xấu quá. Chữ này nhá, cô đánh như xưa thôi cho con nhá. Mà con viết thiếu cái gì nhỉ? Cái nét phẩy ở bên trên. Đây này, nét phẩy không có này. Ai bảo là đúng? Đúng chưa? Mà đố cô đó chữ chữ tiếng Trung là không thể viết mà không thể viết được mà không cần nhấc bút bút mà không nhấc bút là chữ nào chữ tiếng Trung nào không viết được viết Không nhấc bút ra hình như nào quá. chữ nào mà không có thể chữ tiếng Trung nào chữ nào mà tiếng ở tiếng Trung mà không không có thể viết được mà không nhấc bút á hoặc là vẽ lại một đường hoặc là viết lại một nét đố cô đó cái này là cô sẽ chịu thua rồi đó Ok, mình chữa bài cô xem là tại sao ngay cô một đã sai rồi thế này.
Đi. xin hai ngữ suy Đợi sĩ để ta đề máy. được bài con để bài hôm nọ cũng mới kịp chữa mấy cái câu sắp xếp đấy. "这是我第二次带你来海边看日出吧。嗯，我觉得自己是世界上最幸福的女人了。二，这是我第二次。现在开始第一到五题。一，杂志上说，多喝绿茶对身体健康有好处。可是我有胃病，不能多喝。Nhưng cái phần B không thấy, nhìn không rõ. Chị thằng số. Nhìn không rõ. Con nhìn không rõ, nhưng khi con làm xong cái gì nhỉ? Các đáp các câu còn lại con có thể sao? Con loại trừ nó. Nhưng loại trừ nó đúng không? Đây nhá, cô tua câu 5 này để con nghe con phân tích này. Nghe câu 5 nào. Phong cảnh mỹ dị là. Coi đi. Nhưng hình B là cái gì vậy? Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Chơ mà. Liệu. Nhưng hình B là cái gì ạ? Sao cô không nghe? Con nghe được là gì? Con không nghe ra, con không nghe ra là khơi trái gì? Cái này là hình cái cốc xong có cái nước trà, có cái lá trà bên trong gì? Nhìn ra không? Cái cốc thủy tinh bên trong này này, xong cái nước này, trà này. Tự ứng một nhìn rõ cái này, cô nhìn rõ cái này làm sao nhỉ? Thôi không sao, khó tránh nhưng mà làm sao nhỉ? Cô bảo rồi là làm theo mẹo, phải làm sao? Hả con? Phải làm lại trừ nó chứ, đúng không? Các câu khác ấp vào rồi thì làm sao mà nhầm được? Ủ. Ủ. Trân kỳ quái. 为什么人们总是以为我是中国人呢？那是因为你汉语说的跟中国人一样好啊。到了故事。现在开始第六到十题。六。我给您的价格已经是最低的了，您怎么还讲价？Cái gì nhỉ? Cái phần đầu này mà con sai thì là do là thường là con không tập trung nhá. Phần đầu nó không khó như thế. Nhưng không thể nhìn rõ. Sì. Wǎr de hǎo ma? Fěi chǎng hǎo. Hāng zhōu xī hú de fēng jǐng mèi jǐ le. Jiǔ. 车马上要开了，你回去吧，再见。好，到了北京给我来电话，一路平安。九。三关。câu 8 là nói về cái gì nhỉ? Phong cảnh có nghe từ phong cảnh không? Phong cảnh mà con nhìn thấy trong tất cả cái ảnh này thì ảnh nào có phong cảnh nào? A là đang leo núi liên quan đến phong cảnh đâu con? E, đúng chưa? Câu 9 thì mình nói là chưa khoai yao khai lọ. Chưa khoai yao khai lọ. Xe sắp chạy rồi xong có cái gì chai chen thì nhìn thấy người này người ta đang vẫy tay thì. Đúng chưa? Cố gắng lần sau nghe xong rồi này, này, nhớ định hình vào cái thì nhỉ? Để ý vào cái hình ảnh cho cô nhé. Có nghĩa là người ta làm sao có cái hình ảnh vẫy tay à đang chào tạm biệt nhau rồi chưa nhau khai lọ. Sư liêu. Lin 老师教我们听力，王老师教我们口语，他们都他非常高兴。到周五上午都有课。十六。我每周一到周五上午都有课，
周一、三、五下午还有选修课，没有课的下午，我的辅导老师来给我辅导1个小时。他每周二、四下午有辅导。 Cái này hơi khó cô nhá, khi con làm làm sao con có thể con nháp ra nhá, con viết cái số cái ngày thứ mấy ra. Nghe đầu tiên đi cô nào. Sáu. Tôi每周周一到周五上午都有. Châu y tao châu ủ sang ủ tao hiểu khở nghĩa là gì con? Châu y tao châu ủ sang ủ tao hiểu khở. 1, 3, 5, 下午还有选修课。1, 3, 5, 下午。1, 3, 5, 下午。有选修课。Có một cái môn nào đó là có nghe từ课ấy là được. Làm gì nữa? 没有课的下午，我的辅导老师来给我辅导1个小时。没有课的下午。Những hôm nào không học. Những hôm nào không học thì mới làm sao? Phụ tảo 1 giờ. Mà ở đây họ chỉ nói là làm sao? Thứ ba và thứ năm thôi. Còn thiếu thứ bảy nữa nên cái này đúng hay sai con? Đúng hay sai? Đúng. Đúng á. Sai. Ok. Hai sáu. À, cô này là câu làm sao nhỉ? Cô này là họ hỏi nó chỉ làm sao? Ok chưa? Chưa cơ. Châu A, Khớ Châu Sư, Yểu Phú Tảo mà. Yểu Phú Tảo mà. Hãy Yểu, chứ là yểu. Ôi, 2 ngày vẫn được tính. Tuy, châu A còn châu sư. Yểu, không sư mấy yểu. 26. subscribe 26，我们新买的沙发搬回来了，颜色很好，价格也不贵，坐着很舒服。他们买什么了？ Mua cái gì con? Mua. Mãi sofa lọ. Ok, vô xem vào. Nghe này không sao. 44, 45. Nhìn lại 2 câu này cho cô xem nào. Đọc câu 44 đi nào. Đọc lên cho cô. Tôi không thích. Tôi không thích. Lán. Lán chiếu bị sai tua dậu y à. Sao sao? Con sẽ tìm cái gì? Cái từ khan, ít nhất thì mình ở từ khan.
xong từ gì nữa? Ba. Diễn viên có liên quan đến diễn viên không? Vạn khuây là cái gì? Là cậu ban đêm. Cậu À, vạn khuây là bữa tiệc hoặc là một buổi liên hoan nào đó. câu thứ ba Vạn và câu khuây. thứ ba là khác nhau như thế nào? Cô muốn làm thế nào? Chú tao là của chồng sâu sự xính lý nè. Wow. Sâu sự xính lý là gì con? Sâu sự xính lý là gì? Sâu sự. Là Gì gì? ở sâu sự Sâu sự xính lý là gì? gì Dọn dẹp, vừa sắp dọn xếp hành lý, vừa nghĩa là dọn dẹp, sắp xếp. Hầu chi nó Ở đây có từ quản khuây đi con. Con nhìn từ quản khuây có độ liên quan đi. Đúng chưa? Xong sao nữa? Cái này là sắp xếp hành lý là sẽ thường là đi du lịch đúng không? Em con nhìn cái từ này nhá. Kháng ban là gì đây? Chuyến bay. Ghi vào. bây giờ con mới biết Nói chung đâu rồi? chuyến Chuyến bay. Là sắp xếp hành lý thì sẽ liên quan chuyến bay thôi. Câu tư số 5. Đọc cô 64 nào. Cái này cũng là từ vựng này. Trung gian theo sư thái. Đài truyền hình. Đài truyền hình gì con? Trung À, đài truyền hình trung ương. Trung gian sẽ là trung ương cho cô nhá. ương. Đài sư thái là đài truyền hình. Xem ra nữa. Giới thiệu này. Nói mãi đó này. Giáng theo show của Mân Sư Trung An Đài Sư Thái đã chi trở. Chi trở là nghề gì con? Người trợ giả. Nghề gì nhỉ? Phóng. Phóng viên hoặc là nhà báo nhá. Xong sao? Sái phẳng. Nhà báo thì sẽ làm gì con? Sái phẳng có hành động gì? Hành động gì? Linh động là Sái phẳng. Đi gì nhỉ? Phóng viên thì đi làm sao nhỉ? Đi. Phỏng. vẫn Phỏng vấn. Đúng chưa? Có nghĩa là muốn phỏng vấn cái ông dáng treo show này. Xong người ta hỏi cái gì đây? Và mân nấng. Và mân nấng cái gì?
ngồi mà nướng tao nín đỡ Nhưng tao miếng tờ miếng tờ cái gì kia? Pan. ba Pan cái gì đây? Pan công sự. không chịu léo 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 mà. léo Pan công sự léo léo mà. Xong ra nữa. Yang giáo sư hiện tại đại khái tại sớm địa phương? tại hiện Đang tại đâu? Dễ thế này mà làm sai hả con? Đang đâu? Cô bảo là làm cái mẹo làm sao? Con nhìn con tìm từ giống cái gì, con tìm từ giống ở đây đi. À, trên sư thái thì xong nhá, spam cô xem nào, 6768 65 là gì đây, thường đến nơi này làm gì, con nhìn xem nào. Sinh tráng lái chưa lì để làm gì đấy? Sanpu Tam vụ. Lại nhìn thấy chữ mải tung xì thì sao mày là chọn nó luôn hả? Mải tung xì bù phang ben nhá. Không thuận tiện, đúng chưa? Mua đồ không tiện. Bây giờ tốt hơn nhiều và người ta thường đến đây để đi tản bộ. Liệu sư chi 67 có xem không? Tham ăn sống nả, chu pha. Xuất phát từ đâu? từ từ thượng hải sang hải Chỗ nào sao con biết được? Xuất phát từ đâu? xuất phát từ sang hải Ai bảo xuất phát từ Thượng Hải? Người ta bảo là đi Thượng Hải, đi đi Thượng Hải mà xem chi sang Hải. khối bị Bắc Kinh. Ừ, tại sao Bắc Kinh chỗ nào? Vì con biết rồi, đấy con nói rồi mà, vì sao cô lại vẫn làm trước khi con nói? Đâu, con đã nói đâu. Con nói đi. Con định nói nhưng cô làm trước khi con nói. Không, con nói nhanh lên kệ cô chứ. Con nói đi. Vì cô ơi, vì chỗ này không có Bắc Kinh nhỉ, Ừ, chỗ nên này là người ta gì nữa đợi con cá nhanh lên đi, chỗ này không có Bắc Kinh nên gì nữa, còn nên chỗ nào nữa, có phải mỗi thế không? và chỗ tao bệnh trinh nữa. Đúng rồi, khuấy tàu Bảy Trinh. Có nghĩa là đi mình xuất phát từ đâu xong cuối cùng mình về chỗ đó thì sẽ là Bắc Kinh nhá. Số 8 của xem nào. Dư chin. Tiền thuê. Tiền thuê mỗi tháng của cái căn nhà này thì là bao tiền? Cái này là con phải hiểu cô này. Nếu mà gì nhỉ? Cái căn này tiền thuê mỗi tháng của nó là 2.000 đúng không? Nhưng người ta lại hỏi là cái căn đối diện cơ. Người ta hỏi cái căn đối diện cơ mà. Ở đây là gì? Căn đối diện rẻ hay đắt con? Rẻ chỗ nào sao con biết được rẻ? Piani Không nghịch tập trung học. Mấy hiểu tôi men đợi na thao khế gì không rẻ như như cái căn căn đối diện. nhà đối diện. Mấy hiểu nhá, mấy hiểu này không phải là không có, cái này nhìn rau mắt con. Kinh khủng đau mắt. Cô đau mắt Mà sao mà cô làm được như thế? cô không làm được hả? Sao mà cô làm được như thế? Sao mà cô làm được như thế là cái nào? Con làm chứ không phải cô làm đâu nhỉ? Cô số được cái đó. Số. Xóa được chứ, con mà vẽ ra được thì cô cũng sẽ xóa được chứ. Nhưng vì sao cô vẽ kinh khủng số được? Khác.
Sao mà con Thật không? Sao rồi con không biết xóa? Rồi chuyển sang phần gì nhỉ? Hát là ca cô xem nào. Con đã nghe được tí gì chưa? Còn nhớ phần thi như nào cho cô không? Đầu tiên là gì? 你好，你叫什么名字？Trả lời, trả lời. 我叫陈南七善。 Rồi xong con đợi người ta hỏi tiếp, con lại trả lời để người ta ghi âm toàn bộ quá trình你thi của con.是哪国人？Trả lời. ，我是越南人。Ừ, không trả lời là không được đâu nhá. 你的序号是多少？我的序号是。Đúng rồi, xong con sẽ đọc cái số của con ra, đúng chưa? Bây giờ mình chưa thi, mình chưa có số. Nhưng làm sao con sẽ phải nhớ làm sao số của mình sẽ đọc ra. Như giấy tờ con, như mẹ con gửi cho cô rồi thì phải có cái đề số đấy đấy. Chi Bây giờ lý phải sao con không chi biết. chi. Nào không?好，现在开始第一到15题。Xong sao trong cả quá trình thi con chỉ được phép nói làm sao những cái liên quan đến phần thi thôi, không được phép nói tiếng Việt, cũng không được phép nói cái gì những cái khác ngoài cái thi, nội dung thi, nhớ chưa? Yeah, thấy. Ý, 你会听到一个句子，请在第一声后Đi重sông复khẩu.这个句子。Đấy, sau cái tiếng ti, tiếng bíp ấy, thì con xem sao nhỉ? Con lặp lại câu đó.现在开始第一题。一，这张床是我的。这张床是我的。Phải二，đợi cho cô.我今年10岁了。今年10岁了。嗯，Vì không có chỗ trả lời三，nên cô đợi xí,他过国cô四年，đợi xí,嗯。sao cô không chịu dừng cho con? Cô đã bảo Cái là làm như là câu mình đang thi cuối thật cơ mà. cùng làm như thế nào? Con Hai biết câu cuối cùng tí nữa mình ấy xong. Mình làm xong cái này thì mình mới làm đến cái kia chứ. Bây giờ mình coi như mình đang thi thật thực sự nào. Có nghĩa là con phải làm sao chỉ trả lời, chỉ nói những cái liên quan đến phần thi thôi. Nếu con nói những cái ngoài sẽ bị hủy tư cách thi, nhớ chưa? nhưng cô ơi, nếu mà con đã ở phần phần một mà năng mà con nói tới phần ba thì sao? Không được, người ta không chấp nhận điểm như thế, nó sang bị lệch bài thi, không được. Con phải căn đúng đúng thời gian nên mình làm như là đang thi thật cho cô xem nào. Có nghĩa là con chỉ được phép nói sau tiếng bíp thì người ta mới ghi âm cái nội dung của con thôi. Nhưng cô ơi, Con nhớ chưa? có 7 phút để chuẩn bị, cô 26 27 2 phút. Ừ. 7 phút nó còn làm gì? Làm gì á? Con làm sao con ngồi yên không? Con nghĩ nội dung của con trả lời chứ con không được phép ngọ nguậy hay con nói cái gì cả ảnh hưởng đến các người khác thi, nhớ chưa? Ừ. Không làm sao nhỉ? Không tí nữa lát nữa hỏi gì thì hỏi cô, còn bây giờ cứ thi như là thực tế mình đang thi nào. Nghe tiếp nhá.三，他不和父母一起住。他不和父母一起住。四，欢迎你再来。欢迎你再来。
五。我喜欢吃苹果。我喜欢吃苹果。六，你做的菜很好吃。你做的菜很好吃。七，明天我要去买车票。明天我要去买车票。八，我家在南京路18号。我家在南京路18号。九，我们骑自行车去香山。我们骑自行车去象山。十，他们下星期口语考试。他们下星期口语考试。十一，他今天不上学。他今天不想上学。十二，现在快9点了。现在快9点了。十三，我每个周末都去看电影。我每个周末都去看电影。十四，他哥哥是我的同学。他哥哥是我的同学。十五，一年有4个季节。一年有4个季节。好，现在开始第16到25题。每题你会听到一个问题，请在第一声后回答这个问题。现在开始第16题。十六，明天天气怎么样？明天天气很好。明天天气很好。Nhớ không vội con nhá, sau từng bíp nhá. 十七，你家有几口人？我家有3口人。十八，你在哪个学校上学？我在北京大学上学。我在北京大学上学。十九，你喜欢看电视吗？我不太喜欢看电视。
二十。你每天几点睡觉？我每天11点睡觉。二十一，我喜欢白色，你呢？我喜欢蓝色。二十二，你去过北京吗？我还没去过北京呢。二十三，星期天你都干什么？星期天我常常玩电脑。二十四，你会做饭吗？我不会做饭。二十五，你喜欢小狗吗？我很喜欢小狗。好，现在开始准备第26到27题，可以在试卷上写提纲，准备时间为7分钟。Bây giờ làm sao mình làm 7 phút này xong rồi là cô cứ để cho nó chạy nhá. Cô để cho nó chạy 7 phút không lắm nữa còn tự làm trong đúng trong 15 phút nhớ chưa? Được không? Nào xem cô nào, cái này nói khó thì cũng khó, nói dễ thì cũng rất là dễ. Con chỉ dần giới thiệu làm sao tầm 4 đến 5 câu cho cô thôi. Nhìn màn hình. 4-5 câu thôi, không còn nhiều. Con để con đọc lại, đọc qua đọc lại. Nào, đầu tiên con sẽ giới thiệu nào sao? Con giới thiệu trường mình học. Mình học ở trường nào đúng không? Tên của trường. Mà con cảm nhận là trường của con là làm sao? Lớn, rất là đẹp. Có rất nhiều học sinh. Đúng không? Trường con nếu mà trường quốc tế thì con sẽ làm sao? Có học sinh Việt Nam, có cả học sinh nước ngoài nữa. Xong con nói một chút xíu em các thầy cô. Xong sao? Các bạn học của con. Bạn học ở trong lớp. Đang làm gì đây? Rồi nói cô xem nào. Nghe nhìn đầu tiên nào. Khoan khoan. Để con đọc nhẫm. À, để con nhấp nháp ra đúng không? Nhấp nháp ý là tí con nói đúng không? Cái này con có thể viết gì nhỉ? Viết đề cương, viết cái dàn ý ở trên cái tờ đề được nhá.
Xong chưa, nói cho cô rồi, mình còn sang đề hai nữa, rồi tí nữa cho con nói một lượt cả. Nhanh. Nói cho cô Chưa nào. họ chưa nói đi. Đây là Con nói đi, để mình còn sang đề hai xong tí nữa con định hiểu, con nói theo tiếng bíp của họ, nói đúng trong vòng 1 phút rưỡi thôi. Chắc em mà không biết, không muốn muốn nói cái gì thì hỏi cô nhá. Không được nói ngoài là nhớ chưa? Đây là mỗi phần hết ca ca có mấy phút nha cô con à. Cô con à. Nhanh làm cái phần về giới thiệu về trường cho cô nào. Dạ. Sure. Bài này dễ mà. Bây giờ còn sao con. Bây giờ con cứ nhớ trong đầu là rất là dễ. Mình chỉ cần nói mấy câu nào thôi. Mình được điểm thôi. Mình được điểm cao thôi. Khoan tiện. Ừ. Nó chưa nói. Không, nó chưa nói thì bây giờ nó nhắc với cô đã. Để có sai thì cô sửa cho. Xong tí mình sang câu này, xong tí nó con mới coi như là con thi thật. Nhanh. Đầu tiên làm sao? Con học ở đâu? Ngôi trường như thế nào? Có rất nhiều học sinh, con trường quốc tế con sẽ ở, có học sinh nước ngoài nữa. Làm sao? Thầy cô giáo và bạn học, bạn bè. Wow. Hai tiếng. Con muốn con muốn cô làm những việc con không thích không? Không. Thế không thích thì bây giờ con phải làm sao, nghe lời cô? Được. Sure. Nó chưa nói đi. Đã bảo cô đã bảo là Đợi xin đây. Thì quả trai bị chúng ta xuế sang bảy xuế. trinh Bị đa chúng xuế. ta xuế sang xuế. Bị chúng ta xuế suy trong cuộc truy hạo ta xuế chư y xuế xeo hận ta hận heo liền
Suối sông Hận Tua, dầu trong cua suối sông, nhớ dầu ngoài cua suối sông, lão sư mật tâu hấn hảo, của hứa tha mơ suối hận tua tông xỉ, chân tờ hạ phóng dầu sư. Đây là con làm sao, con đọc ở con tham khảo thôi. Còn bây giờ mình sẽ lại mình sẽ làm theo ý của mình cơ mà con. Nhưng Mình sẽ làm theo ý của mình cơ mà. Con bắt chước nó, đóng con làm sao? Con thay thế cho cô nào, con học mình học ở trường nào nào. Học là mấy không? Làm nhanh cho cô nhá. Học lắm á.
好了没有？好了没有？他的，说。他好朋友，这个好朋友，有应该，该是这都有给分开的，真正的好朋友。什么样的朋友才是真的好朋友？người bạn như thế nào mới được coi là người bạn?热Đó.是这样的，应该是这样的。我来个猫来过来就够，算不上。我笑的时候，他和我一起笑；我哭的时候，他也和我在一起。每个人都可能会有很多朋友，但不一定会有很多好朋友。Con thấy nó đơn giản lắm, nó chỉ cần nói 2 3 câu này cho cô thôi. Còn nếu mình nói được nữa thì mình sẽ nói 4 5 câu. Còn nếu không thì con quan niệm như thế nào? Là người bạn thân. Lúc mình gặp khó khăn, bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Con còn nhớ từ đấy không? con đó. Sao? Sao? Nào, con nói mẫu này cho cô nào. Ngủ làm sao? Ngủ y tao. Khuôn nản. Khuôn nản đỡ. Sứ hậu. Ha. Khuê. Ha mà sang. Băng chu của. Lập Và tức cười. giúp đỡ tôi. Lúc cười thì sao? Có lúc cười. Hả? Lúc cười con nói câu đấy cũng được. Con không nói cái đấy cũng được. Đúng chưa? Con tham khảo những cái này cũng được, còn nếu không con sẽ nói làm sao? Lúc tôi gặp khó khăn, bạn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Lúc tôi buồn, thì bạn làm sao? Ở bên cạnh tôi, an ủi tôi. Của làm sao? Của nắn. Nói. Của tờ sứ hậu. Tha làm sao? Xấu thiệt, đổi Con thấy phong sai. Của sân biên. An ủi của an ủi. An ủi là an ủi cho cô nhá, an ủi. con biết mà anh quay, Con biết á? Con biết từ này á? con không, con giỡn thôi, con coi đổi phong đi Nhưng mà. mà con để nó cái chữ này nó sẽ bị cái phong đấy. Con để cái có cái chữ đấy thì nó sẽ bị phong đó. Không rồi, nhầm Không nhầm đi cho cô. phải đổi phong như tập ngay hoặc là cô sẽ chế giỡn Không thôi, nói linh tinh nhá. cô phải đổi chữ phong chữ sang như 10 phút. ngay. 17 phút đâu rồi, 17 phút. Ừ. Cô tua cho thi luôn này. Chuẩn bị xong chưa? Nhưng cô ơi, đổi Gì? phong sang chữ tống là nói một tiếng thôi mà cô vẫn không nghe hả? Số cô准备时间结准备束，时间结束。现在开始回答第26题。26题。说。
我在 UK Academy 学校上学，UK Academy 学校是最坏，是学校是越南的最坏的学校之一。学校很大，但是不太漂亮。学校很多，有越南学生，也有外国学生。但是老师们都很坏，我和他们学了不太多东西。真的好朋友，应该是这样的。我笑的时候，他也先跟我笑。我难过的时候，他让我他他安第慰。26题结束，con nghe con không làm现theo在hướng dẫn开nhá. 始回答第27题。我难con nghe过，câu của con mới làm chứ. Nó làm câu 27 nào. 我的好朋友应该是这样的。我笑的时候，他也笑，跟我笑。我哭的时候，他和我一起。我难过的时候，他安慰我。人们有很多朋友，但是不是好朋友。Cứ để nguyên cho nó chạy cho đến khi nó kết thúc, con không được nói một cái gì, nhớ chưa? Học nói à cô ơi.好，考试现在结束，耶！谢谢你。Nhớ chưa? Nhớ nhắc lại cái phần thi cho cô xem nào. Phần một có. Phần một là nghe xong lặp lặp. Phần hai là nghe xong trả lời. Lần ba là nghe là trả lời câu hỏi đã viết. Xong sao sau 7 phút con có thể con nháp vào cái tờ đề thi đúng không? Sau khi con nghe chỉ dẫn của người ta là bắt đầu thi câu 26 thì mới được phép nói, nhớ chưa? Sau khi con nói xong, con đợi cho đến khi người ta nói là chuẩn bị thi câu 27 mình mới được phép nói câu 27. Nhớ chưa? Ừ, chuyển sang đề 2 con xem nào. Nó nói chuẩn bị thi 27 là nó nói có nghĩa là mình thi 27 luôn hả? Đúng rồi, sau khi cái câu đấy phát là con nói luôn, con không còn tiếng biết nữa. Câu 26 và câu 27 là như vậy. Và luôn và vừa rồi con nói như thế là các giáo viên là sẽ trừ điểm con đấy nhá. Sao? Tại sao? Tại sao con lại đi con nói trường mình như thế? À, Con tại đâu sao con lại nói trường mình? Trường mình như vậy. cái nó, nhưng nó vẫn đúng thì giáo viên không trừ điểm. Không phải đúng mà là con nói làm sao nhỉ? Con nói như thế không tốt, không hay. Nhưng cái nó vẫn đúng nên giáo viên không trừ điểm. Giáo viên không trừ điểm á? Vì nó đúng đúng ngữ pháp, Đúng là đúng. đúng ngữ Đúng.
Đúng ngữ pháp, nhưng Đúng ngữ pháp à? Có ai nói ở một trường mình như thế không? không, nhưng nó đúng Con nói như thế là bị ngữ trừ điểm đấy. pháp, Con nói như thế là chỉ bị trừ điểm đấy. cần ngữ pháp thôi, vì sao cái nó vẫn bị trừ điểm cơ? Đề hai cô xem nào, đề hai đâu rồi? Đâu rồi? Đợi xí, sao mà cô không hiểu con nói cái gì? Cái câu 26 con chỉ nói không hay thôi, nhưng nó đúng nên con nghĩ nó Thì là không hay đấy. Thì cô bảo con nói như thế là không hay đấy. không Không biết hay thì làm sao được điểm cao được? nhưng Đúng nó không? vẫn đúng nên phải cộng điểm chắc Không, cộng chắn. điểm làm gì chuyện cộng điểm. Không có cộng điểm được. Vì Con nói sao? hay thì mới được điểm cao chứ. Không nói không hay thì làm sao mà được điểm cao được? À, Đúng không không? ai là con bị trừ điểm hả? Rồi xem cô, đề hai cô xem nào. Lào sư chưa có công thuật tầm mấy yang, vậy sao? Con nhận xét như thế nào về ngành nghề này? Mẹ con cũng là giáo viên đấy nhá. Em con sẽ làm sao nhận xét thế nào? Lát nữa mình sẽ xem văn mẫu. Nhi chế tạo khoai lơ hứa chén tạo tua sảo. Dù quan xì mà cô này hơi khó này. Bạn cảm thấy niềm hạnh phúc, sự vui vẻ và có liên quan cho cô nhá, dù quan xì có liên quan gì đến việc tiền nhiều hay ít không? Cô này khó chưa? Đây mình xem văn mẫu cho xem nào. Nào, đọc cho cô đây nào. Tăng lão sư. Đọc lên nhanh em. Tăng lão sư. Nhưng cũng không có tiền nên con chỉ thi câu 26. Ta là sư hận lây, ta là hận sĩ hoa, là sư khởi ban sư sẽ sợ hận tua của si hoàng sư chỉ đồng ngữ trấn quy Chứng ấy chấm quấy miếng lão sư. con có thể là một con không cần là con hy vọng con trở thành giáo viên cũng được, nhưng con chỉ nhận xét thôi, con nhận xét như thế nào với bang chủ Đúng phần tua sứ sở không? rằng tham mận làm sao con lấy cái câu mà của cái bài trước là học được rất nhiều đấy, sứ tao là phần tua Tua. không chỉ Đúng không? học được rất nhiều, học được rất nhiều điều đúng chưa? Rồi sang phần cô 27 mới là cô khó cho cô này. Đọc lên, đọc lên. Con đã đi thi là con phải làm thì nhà làm theo đề thi chứ không phải là con ốp vào thực tế của mình được. Đây không phải trường hợp thực tế, con nhớ chưa? Người ta hỏi là có mối quan hệ được với nhau không? Cô này thì con cứ làm theo văn mẫu cho cô là được. Đâu Cô này khá là khó. có Con không phải là con có tiền bao nhiêu mà niềm hạnh phúc có liên quan gì đến việc tiền nhiều hay ít hay không? Có người giàu nhưng người ta có hạnh phúc hay không? Có người thì rất là nghèo nhưng người ta lại cảm thấy rất là hạnh phúc. con người Con đọc lên cho cô xem nào. vừa chuyện khoai lừa hứa Hứa chén chán tợ tớ tua sạo mấy hiểu ừ, hận ta khẩn. tớ quên Đúng rồi, không có mối quan liên hệ gì lớn với nhau cả, liên quan gì lớn với nhau cả, bởi vì anyway quay dầu tợ rấn. hiểu tớ rắn hấn hiểu chén tan Ừ. tao có tớ bú khoai Ừ. hiểu rượu tờ rắn xoay chén bua tua Xoay rán chém một tua tan tàn cua tợ tan khẩn khai xin, câu này rất là dễ mà mình học hết rồi con.
Có nghĩa là có người thì rất là nhiều tiền đúng không? Nhưng họ sống không được hạnh phúc nữa này. Sao? Nhưng có người là tiền không nhiều, nhưng họ lại sống rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Có người nhiều tiền không sống được hạnh phúc? Họ có thể họ phải nhiều cái vấn đề phải lo toan nhiều quá. Tuy là về mặt vật chất cuộc sống thì họ làm sao họ đầy đủ, nhưng mà mặt tình cảm hay gì đó thì họ lại thiếu. Sao không cảm thấy được gì nhỉ? Cái niềm hạnh phúc trong đó. Ừ, nên con chỉ cần con nói hai câu này cho cô là được. Nhớ chưa? Đầu tiên là không có mối liên quan liên hệ gì lớn với nhau này, bởi vì có người rất là giàu nhưng họ sống không hạnh phúc. Có người tuy không nhiều tiền, tiền không nhiều nhưng lại sống rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Ừ chưa? Nhớ chưa? Bây giờ cô cho làm nhá. Rồi, chuẩn bị.准备时间结束，现在开始回答第26题。Công việc này rất làm sao? Thảo Yên, lần nào con cũng quên từ này thôi, con không nói không thích là được. Con hỏi từ này không biết bao nhiêu lần rồi. Thảo Yên, tại sao con ghét thì con phải nói lý do con ghét tao chứ, tại sao con này nói cái tốt là làm gì? Con nó đã tốt rồi con còn ghét nữa, không được. Con cứ nói như thế là cô bỏ rồi đấy nhá. Con nói như thế không phải là đúng ngữ pháp là được đâu nhá. Con đang nói như thế là con đang nói không hay, và thậm chí còn đang nói sai nữa. Sai với sự thực. Làm sao mà được được điểm?第26题结束. Đấy. 现在开始回答第27题. Câu 27. Một chế tạo cái gì không có mối liên hệ lớn gì với nhau nào, ít nhất nói được câu đấy cô xem nào. Một chế tạo. Ok. Đó, chỉ cần nói như thế cho cô là được. Không cần cái câu sau, thế là ok rồi. Nhưng cố gắng làm sao nói như thế nhá, không nói xa quá nhá. Nói lại cô này cô xem nào. Lào sư chưa có công chua khẩn khẩn đi. Khi người ta hỏi gì trả lấy cho cô nào. Khẩn gì? Khẩn. Thảo Không hỏi con là có thích hay là ghét không. Con nhận xét thì về cái ngành nghề này rất là mệt đúng không? Giáo viên có phải làm giáo viên rất là mệt, rất là bận không? giam tha
là Đúng rồi, con nói đi, không lão sư là chưa có công dụng à? sư là sư có thể ban su biết là sư sinh ta sư bố sư vụ là À, vì sao? Vì á sao? vụ Tá của bố bố giảng bố giảng của trai trai xuống xeo hứa Không nói nữa, không nói nữa. Nói như thế con mà cứ nói như thế con càng bị trừ điểm đấy nhá. như Vì sao? Con đang nói như vậy là con đang nói linh tinh, không liên quan đến nội dung của bài cả. nó liên quan đến giáo viên. Nào làm đề ba con xem nào. Xin giới thiệu một chút bạn thích một môn thể thao mà bạn thích, nhưng có nghĩa là không phải cứ vào thực tế, con hiểu không? Bây giờ là mình đi thi, mình không thích cái môn đó đi chăng nữa, nhưng mình vẫn cứ phải nói để mình được điểm. Một là con chọn chạy, hai là con chọn đi xe đạp, ba là con chọn bơi, được chưa? Thì con sẽ giới thiệu với nó con thích môn nào nhất hàng ngày hàng tuần. Hoặc là Con đi chơi bơi mấy lần? bóng cũng được. Chơi bóng. Đá bóng được. Con đi chơi mấy lần? Con đi chơi với ai, đúng chưa? Ở đây họ hướng dẫn cho là chạy bộ. Thì con câu đầu tiên bây giờ con cũng nói cái môn thể thao mà mình thích ra, đúng chưa? Của chơi xỉu hoàn đội viên tôm sự thảo vụ. Bởi vì sao? Lý do ra chạy bộ rất là đơn giản, có thể chạy một mình mà cũng có thể chạy cùng người khác, có thể chạy ở bên ngoài mà cũng có thể chạy ở trên cái máy chạy đấy. Và chạy vào tầm thời gian nào, đúng chưa? Nếu mà con chọn cái nào chứ không, nào con chọn chạy hay chọn bơi nào? Chọn chạy và Chọn chạy á, thế con nói đi. hoàn toàn nguyên tố sư phạm bu học bu hết chiếc tan khởi y cả rắn thảo y khởi nhiều nhiều rắn thảo y chí thảo khởi y ra ngoài biên thảo khởi y khởi sai hạ ảo khu chi sang hạ ảo có vẻ thiên hoàng sang tâu giao đây hạ khu chi sang hạ hạ khu Chưa? Nhỉ phong yêu chiếu hơn, nhỉ hơi sung sống mà lý ủ. Nói chung là những câu này nó khá về người lớn, hợp cho người lớn. Con là trẻ con nên thôi con cứ nói được một hai câu cho cô là được. Ở đây câu mẫu là gì đây? Phong yêu chiếu hơn. Không Không nói thì lại bị điểm kém, câu không qua được thì sao? đó vì Nên là trẻ con nhưng mà đề thi nó áp dụng cho tất cả, nó chẳng qua là con là trẻ con thôi, con hiểu không? trẻ con Đúng rồi, nên là do con chọn, con không muốn học ICT mà con muốn học HSK cơ mà, đúng không? Ngày xưa học ICT con có chịu học ICT đâu, ICT là cho trẻ con, thì con bảo là dành cho con nít thì bây giờ con lại đi, con quay ra con bảo là cái câu này của trẻ con không làm, mâu thuẫn với nhau chưa? rồi. Thế bây giờ làm sao? Chấp nhận làm không? Bây giờ cô biết là ngày xưa con không học ICT. Con bảo với cô thì con bảo là cái đấy là đồ cho con nít thì mấy cái sách đấy là cho con nít thì rồi làm cô 27 con xem nào, đọc lên con xem nào. Bạn chia chuộng chia hôn của Tráng Tráng huy kệ tha chén tiên hoa với y phục sẵn mờ tờ rú của Ừ. bính tiếng của nhiều thứ nhiều chế hôn của châu huy sông kệ tha chung ngũ được trá truy hứa y tê ca Cái này là từ mới.
Từ này là từ tơ lụa cho cô nhá, sư chấu. Con chỉ có một từ không biết thôi. Từ Sư chấu. chấu. Chấu, bật hơi cho cô nhá, chấu. Từ Chữ bên phải đọc là châu, con thêm cái bộ mịch bên trái thôi. Sư chấu, tơ lụa. không biết. Nói từ tư. Chấu. Từ chấu. Ừ. Chấu. Sư Nhưng chấu y phủ. sư là mà là thanh một hay thanh bốn hay thanh nhẹ? Thanh một, đầu tiên làm sao mà thanh nhẹ được con? Từ đằng sau mới thanh nhẹ chứ, từ đầu tiên làm sao nó thanh nhẹ thì làm sao mà đọc được? Sư Khảo chấu. lâm mấy hả? Có nghĩa là con chỉ cần nói là con sẽ tặng cái gì thôi. Thường làm sao? Có thể là khúng bao đúng không? Cẩy khúng bao, xem hoa, khởi y phủ. Đúng chưa? Thường là tặng những cái đấy thôi. Ngoài ra có thể là tặng trà, tặng rượu này, trá chứ là đồ ấm trà, tách trà, cái đồ uống trà đó. Ok, thế là xong chưa?准备时间结束，现在开始回答第26题。说，他去跑，运动是跑步，跑步很简单，可我以。lại đọc như thế á, thế để nói làm gì? Bây giờ con phải tự nói theo ý của con chứ. Con lại đọc như thế. Y rắn Đấy là tham khảo thôi, bây giờ mình sẽ nói theo ý của mình nhé. cười bị thật bí rắn đó. Ý chí bảo cưỡi tay qua miên bảo cua trưởng sai bảo bu chi sang bảo một bảy thiên đưa quản sang tô giao sai bảo bu chi sang bảo bu. Nói lại như thế, nói theo ý của mình nào, không nói không đọc. Con lấy được ý nào con lấy, con không đọc. Nhanh. Nhanh, hết giờ rồi. Ồ, tôi chỉ hoàn thoại viên tông sư. Sư dấu dụng dấu Nói dụng thật lại nhỉ, của ở tôi sĩ hoang tờ viên tông sư ừ. dấu dụng hắn trẻ tam cứ y grấn y grấn dấu dấu dụng khu trường dấu ý rắn y chí hạ cứ y sai qua miệng hạ.第26题结束，现在开始回答第27题。Hết rồi, hết thời gian rồi, bây giờ làm một câu 27, còn con làm như thế là không được đâu nhá. Tự dưng đang bơi để nhảy ra chạy bộ thế hả? Làm câu 27 nào. Hỏi gì trả lời nấy, con sẽ tặng cái gì? Vợ tráng tráng huy xuân kệ tha chén xiên hoa hứa y trận mơ lúa của miếng nén của nhiều phấn nhiều nhiều chia quân là của giao của châu giao kệ kệ sông kệ tha sông của tờ duyên án tờ trá truy hứa tư chấu y phục thì Để bốn con xem nào. mà Chỉ lại riêng không sao ý cha biết thì đỡ cha làm thính. đó, tức là vì sao con làm được nhiều đi Bạn có thì cô con tính học cái gì ở trường đại học? Thì cái này làm sao con cứ tự viết thôi, có nghĩa là cứ làm theo đề tự nghĩ.
chưa học đại học mà. Thế con nói bây giờ con nói làm sao nhỉ? Con vẫn là gì nhỉ? Go. Sinh tiểu Ờ, học và con khảo học cái gì?试现在结束，谢谢你。Và con học cái gì ở Ơ trường tiểu học đó? sao rồi? Lại không phát cả đề mà chỉ làm hai câu cuối thôi. Hai câu kia nó dễ rồi, nó khó ở hai câu này mà. Thì cô hướng dẫn cho. Thế Đúng chưa? thôi, Nó cả không phải chỉ mỗi thế này đâu. Nó không phải chỉ mỗi thế này đâu, nó còn nhiều đề nữa. Còn cái file này là cô gửi cho là có văn mẫu. Còn nhiều đề nó không có văn mẫu nữa. Nên mình làm sao mình làm văn mẫu trước. Rồi sau, bởi sau mình lại đi vào cái đề kia không có văn mẫu, cô hướng dẫn cho. Còn hai cái đề này gần như là con làm được hết rồi, thì con nghe con lập được hết, con trả lời đơn giản mà. nhưng nó khó, nhưng con vẫn sai. Con vẫn sai một hai câu không sao cả, con luyện nhiều vào, con ở nhà con tự nghe cho cô. Nào, chỉnh chưa sao ý sao thì là gia thính, gia đình chắc chắn là gì? Nhà có mấy người đúng chưa? Sao về bố làm nghề gì, mẹ làm nghề gì, công việc ra làm sao? Con bị, cô ơi con bị chán Sao con có thể làm sao? rồi, hai câu cuối. Con là con một, con sẽ nói con là con một. Con học ở đâu? Con học cái gì? Dễ. Ủa rồi, vào mấy cái câu này thì quá không ăn, không nói được mới lạ. Cô 27, con không cần nói về cái gì về cái đại học cũng được, con nói rằng là con hiện tại chỉ là học sinh tiểu học thôi. Con học ở trường nào? Sau này lớn lên con muốn học đại học ở nước ngoài chẳng hạn, con muốn du học. Cô Đấy, ơi. con nói như thế là chắc chắn là sẽ được điểm cao. Nói thử câu 26, câu 27 cô xem nào. Hai đi em. Nhanh. Đợi con một xí. Nhiều văn sở mà. Họ là mấy không? Hai mươi hai in quay ngoại giao, ngoại giao xua. Rồi cô này rất là dễ, không cần suy nghĩ nhiều nữa, mình làm luôn cho cô xem nào. Cô ơi, Nhà có mấy người? con làm cả đề, con muốn làm cả đề cơ. Đợt này đến mấy đây?
Cô, con muốn làm cả đề. Đây. Đề này đề 4.你好，你叫什么名字？我叫陈南七善。你是哪国人？我是越南人。你的序号是多少？我的序号4700077，我现在是七好，现在开始第一到十五题，每题你会听到一个句子，请在低声后重复这个句子。现在开始第一题，一。他的朋友在北京工作。他的朋友在北京工作。二，明年我就18岁了。明年我就18岁了。三，商店在饭馆的后面。商店在饭馆的后面。四，飞机是8:30的。飞机是8:30的。五，他下个星期去中国。他下个星期去中国。六，桌子上有4本书。桌子上有4本书。七，你的房间是508。你的房间是508。八。这是我第一次坐船。这是我第一次坐船。九，他们明天去打篮球。他们明天去打篮球。十，我不爱吃苹果。我不爱吃苹果。十一，这儿的菜非常贵。这个菜非常贵。十二，
我们都喜欢看书。我们不喜欢看书。噔噔噔，不喜欢吗？我们不喜，我都喜欢看书。十三，他不喜欢游泳。他不喜欢游泳。十四，我希望能早点来。我希望能早点来。十五，请给我一杯水。请给我一杯水。好，现在开始第十六到二十五题。每题你会听到一个问题。请在第一声后回答这个问题。现在开始第十六题。十六，你会写毛笔字吗？大叔，说来毛笔字是什么？不太好呀，会还是不会？我看看，我来一台。你喜欢游泳吗？我喜欢游泳。rút kinh nghiệm những người ta hỏi khuây hay là bú khuây, một là con trả lời khuây, hai là bú khuây, không liên quan, không ảnh hưởng đến nghĩa gì cả, không hỏi ngược lại như thế. Thứ ba, tôi thích ăn trái cây, bạn thì sao? Tôi cũng thích ăn trái cây. Thứ chín, sáng bạn mấy giờ dậy? Sáng sớm tôi. 我六点起床啊。二十，星期六你做什么？星期六我在家看玩电脑。二十一，你喜欢吃中国菜吗？我喜欢吃中国菜。二十二，你现在住在哪里？我现在住在五道口，五道口。二十三，你的汉语怎么样？我的汉语很好。二十四，你去过中国哪些地方？我还没去中国。二十五，你爸爸是做什么的？爸爸是，我爸爸是老师。耶！好，现在开始
准备第二十六到。làm câu 17, làm câu 26, 27 luôn à? Đến giờ kết thúc rồi. Yeah. Đúng rồi, làm nó xong anh nghỉ. Làm không cần làm câu hỏi. Yay, để đúng giờ rồi, kết thúc nha. Thời gian kết thúc. Hiện tại bắt đầu hồi đáp đi 26 thì. Zai qian. Mai tiền. Zua đúng giờ rồi nè. Tôi gia nha cả chưa? Vì sao tôi gia có không chịu con nói zai qian mà. Không xứng. Vì sao mà? Giao su. Nói nhanh cái này mỗi cái hai câu xem nào, rất là dễ. Tôi gia có. Ở cha là sân khẩu rắn, ba bà ma mà hứa bộ, của ba bà sư sư xuế, là ở sư, tha công sư, mà, bù bán, ba bà sư, sư in vì là sư tha, công sư sư hận mán, ba sư của ở sư, xạo xuế, tờ xuế sân à. Tôi là nhỏ sinh sinh thôi là được. Tôi là tú sinh tử. Con cho câu của con là con một mà tú sinh tử. Tôi là tú sinh tử, và tôi là nhỏ sinh sinh. Tôi là nhỏ sinh sinh, không phải khởi sự rồi. Thì con phủ định nào? Con nói cái này là con là học sinh tiểu học. Con học ở đâu? Con không phải là học sinh tiểu học. Tôi không phải là đại học sinh. Tôi là nhỏ sinh sinh. 你这 ，OK， 好，休息吧。第二十六题结束。再见。再见。